việc thế giới có tới 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, mới đây, Ủy ban chuyên gia của WHO đã họp lần thứ hai để quyết định liệu căn bệnh này có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 7 tiếp tục triệu tập họp Ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ để quyết định liệu căn bệnh này có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể ban bố hay không. Đây là cuộc họp thứ hai của Ủy ban trên nhằm đánh giá liệu có phải tình hình đang xấu đi trong bối cảnh WHO đã nhận được báo cáo về gần 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia. Tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây Phi và Trung Phi, nơi căn bệnh này lưu hành từ những năm 70 của thế kỷ 20. Trước đó, hôm 23 tháng 6, ủy ban trên đã nhóm họp để quyết định xem đậu mùa khỉ có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Tuy nhiên, đa số thành viên ủy ban đã khuyến nghị tổng giám đốc WHO, Ahanom Cherry Yesert rằng tình hình dịch bệnh chưa đến mức nghiêm trọng đó. Trong trường hợp ủy ban tư vấn cho ông Terese đưa ra kết luận đợt bùng phát này tạo thành tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, BHEIC mức cảnh báo cao nhất của who ủy ban sẽ đề xuất các khuyến nghị tạm thời về các biện pháp ngăn ngừa và giảm sự lây lan của dịch bệnh cũng như quản lý cách thức ứng phó sức khỏe cộng đồng toàn cầu tuy nhiên thời điểm công khai kết quả cuộc họp chưa được công bố